Chúng mày nghĩ đời là chuyện cổ tích, không có kết thúc có hậu đâu. Vâng, thưa cô Hannigan. Từ một cô bé mồ côi. Sandy, đợi đã, dừng lại. Sao cháu lại chạy? Sẽ đến đích nhanh hơn ạ. Trở thành con nuôi của doanh nhân nổi tiếng, vụ này sẽ giúp anh giành được chức thị trưởng. Winstock rất muốn mời cô bé Annie ăn trưa. Cuộc sống của Annie thay đổi ra sao? Cùng đón xem câu chuyện cổ tích thời hiện đại trong bộ phim do Winclark đạo diễn mang tên Annie trên kênh HBO.